nay tranh thủ không ngủ là đi mua liền hai ly trà sữa cho mấy đứa nhỏ nhà tôi này mấy bà về có nhà các tụi nó đang còn làm mà không ngủ chưa cái thương ghê luôn á. Đợt này có nhất hàng hóa nên là rất là nhiều phải tăng ca mấy bà và là kêu hai đứa nhỏ uống trà sữa đi nha nghỉ ngơi để chị khai ca cho. Đợt này hàng hóa đi rất là nhiều trộm vía lắm nên là tôi cũng phải tranh thủ phụ một tay nè. Mà đang ngồi sắp xếp hàng hóa cho mấy bà thì thằng em của nó gọi lại nó chị ơi chị có đây uống nước với tụi em cho vui. Cả về tranh thủ nghỉ ngơi một xíu đi cái nụ em làm phụ cho nè. Đó là tình cảm ấm áp gia đình nhà tôi mấy bà làm gì cũng có đô có cặp hết trơn hôm nay mua ly trà dâu cho tụi nhỏ mà thấy ngon quá chừng luôn nè mà cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau thấy anh giao hàng tất kỳ mạnh tối và là nói với mấy đứa nhỏ coi tranh thủ làm cho nhanh lẹ lẹ đi nha chứ không thôi cái nữa là chở không có kịp ca cho mấy bà luôn á đợt này hàng hóa tết nhất đi khó nên lúc nào cô cũng phải tranh thủ để kịp cho mấy bà dưỡng trắng da ăn tết nè hôm nay nhà cô đi hai cái giỏ siêu cao khổng lồ về luôn á đến cả nữa anh giao hàng tiết kiệm cũng bất ngờ luôn này mấy bà mà trộm vía lắm luôn nha tết nhất mấy bà a à, cũng ủng hộ combo hết trơn á đợt này ai à, cũng mua combo để về dưỡng trắng da ăn tết đó mấy bà mà cô nói thật sự mấy bà là combo không bao giờ khiến mấy bà thất vọng đâu nha khách nhà tôi 10 người đặt mà 11 người khen luôn á tại vì cái combo này dưỡng trắng da quá đã luôn mà có nhất bọn biểu có nơi không có thời gian đi sờ ba thì đừng bỏ qua cái combo này combo dưỡng trắng da chỉ sau 3 đến 7 ngày thôi á đảm bảo mấy bà là trắng bông trắng bóc luôn nha cách này da trắng đi ra nắng mà không sợ đen đâu tại vì trong game đã có thành phần chống nắng bằng kích trắng rồi mà nhà cô là mua một tặng bốn cho mấy bà giá không đổ luôn nha tặng ngay một cậy có bao chết muối cam đào một son mô một bộ mốc kem mà đặc biệt là có xịt thơm miệng nữa trời ơi cô nói cái này là best seller của nhà tôi luôn á nha xịt một phát là hơi khở không và đặc biệt rất là thơm tho cậu tin không đắn đau trong lời nói luôn á có em nào làm bảo bố rất là cậu tin nha mấy bà cô còn, còn bỏ cả cái kem chết hàng giả cho mấy bà yên tâm là khi mua hàng chính hãng nữa nha